Cuối chương trình là diễn biến tiếp theo của chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy do Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá ngày 22 tháng 7 năm 2020 mà chúng tôi đã đưa tin trong chương trình thời sự tối qua. Sau khi bắt quả tang đối tượng Đỗ Tiến Anh, sinh năm 1991 ở phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, đang có hành vi vận chuyển trái phép 54 bánh heroin khoảng 19 kg từ Điện Biên về Hưng Yên trên xe ô tô do Đào Hữu Quân, sinh năm 1989, cùng ở phường Ngọc Xuyên điều khiển. Ngay trong chiều ngày 22 tháng 7 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám xét nhà của Đỗ Tiến Anh, phát hiện thu giữ thêm 22 bánh hình chữ nhật bọc giấy bạc. Kết quả giám định sơ bộ xác định 22 bánh trên là ma túy, loại heroin có tổng khối lượng là 7,68 kg. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh mở rộng để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Đỗ Tiến Anh và các đối tượng có liên quan.